với sản phẩm cám họa mi của cám Chim Đất Việt như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Nhà mình làm một loại ăn ổn định quanh năm, 200.000 một kg và miễn phí ship trên toàn quốc. Ngày nào nhà mình cũng sẽ gửi các cái đơn cám như thế này. Như các bạn có thể đang nhìn thấy là một số anh em đặt đó. Ngoài sản phẩm cám của họ Mi thì cám Chim Đất Việt còn chuyên dòng sản phẩm cám của Chích Chòe và Chào Mào, cùng giá là 200.000 một kg. Vậy là anh em có thể lấy theo gói cũng được, cứ làm sao mà được từ 1 kg trở lên là được miễn phí ship rồi. Nhà mình thì không để qua bất cứ một khâu trung gian cửa hàng đại lý nào đâu. Anh em lấy cái điện trực tiếp cho cả Chim Đất Việt theo một trong hai số điện thoại ở đây. Và mình là Điệp, lấy tên thương hiệu cám Chim Đất Việt, chia sẻ rất rõ để anh em nào ở gần có thể là qua trực tiếp nhà của Điệp cám Chim Đất Việt để lấy cám nhé. Ở xa thì sẽ ship như thế này đây các bạn. Đó. Đóng thành các gói đơn rất là cẩn thận để gửi tới cho anh em trên khắp miền. Đây là những cái thử nghiệm giao lưu họ Mi gần nhất là mang về giải nhất. Đây, cái giải nhất tháng 4 vừa rồi đây các bạn này, mang về xe địa hình. Đó. Các bạn có thể xem, truy cập nhiều website, thêm nhiều chia sẻ kinh nghiệm trên website camchimdatviet.com nhé. Dưới dạng văn bản chia sẻ rất là kỹ ở trên đó. Thì các bạn có thể là truy cập xem thêm.